đây là Montreal. Thường thường mấy đại gia đánh có mấy chân dài lượm banh này. Này có nha sĩ lượm banh nè. Chút xíu đường, chút xíu chanh, chị giấy uống không? Chưa xong hả? Có quần hồi chứ, bà già lên máu luôn ạ. Được không? La 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 la. Đi, mình lên này đón. Mày đây cho con nè.
Chạy trước. Ghê không? Vậy? Làm gì nó móc chân của hoài hả? Ba. Đi lên đi biến, đi đi lên. Lên đi con. Ok, chạy trước. Rồi bỏ vô đi. Muốn kêu đi. Ngoài á. Cho sát tôm riêu. Nó bà chủ cũng đúng nó ra nữa cho nó ra sao. Ăn nữa coi sao. Dạ. Hiện đang khen rồi nãy giờ đó. Dễ hả? Dễ ăn. Dạ. Ăn mở nha. Hello. Hello. Để lấy cái ghế cho chị ngồi. Để lấy cái ghế cho chị. Có để lấy cái ghế. Chị dân lại ngồi luôn đi. Lấy cái ghế cho. Có cái ghế nè, chị ngồi luôn. Để em dịp chụp hình mấy con xong quá vậy. Chị rồi Vinh, chào Tấn Thành nha, ăn nữa không? Ăn thêm tô nữa đi. Ông ăn tô nữa là ông không có sỉnh đâu. Một, hai, ba, cờ nha. Ok. Ăn đi. Chị Vinh ăn miếng bún nè, em có bún tạo. Anh làm đồ chay hai món luôn á. Mình phải đặt cái món này trước. Ngon nè, bà Thanh mới nghe cũng kêu bà phải đi nè. Qua tôi nhắc bà đấy thôi. Không, không, chị tự
mặt tiếng dữ vậy ta. Chụp lỗ. Bà ngoài này chưa, bà ngoài nhiều rồi. Rồi nha. 1 2 3 Trời bà 6. Chị chụp luôn. Má hà, ăn gì hoài vậy? 1 2 3 Này bà 8 nè. Không, Hữu Quang Phúc nó nói con là chỉ có dì Sáu đi được thôi. Vậy là dì Ba. Vậy là dì Ba là má của Hiệp phải không? Dì Ba là má của Hiệp phải không? Lái xe mà vô lạc đó. Thì đó, bữa Phúc nó nói gì sáng. Con tưởng gì ba. Vậy là gì ba. Dạ. Công xe bó tài. Con dưỡng dễ sợ. Cứ làm cái gì. Tạm động. Tạm động. Tạm động. Đẹp không? Đẹp hết hồn luôn á. Đẹp hú hồn. Đẹp hú hồn luôn á. Vô đây, vô đây, vô đây. So much good on the cup. Hiệp đi toilet không ạ? Chút đi. Rồi.
Có ở dưới có mấy chỗ. Nous sommes allongés sur l'herbe de l'été. Il est tard, on entend chanter des amoureux et des oiseaux. Hồi nãy thấy 250 cây à? Anh chạy 2 tiếng à, 2 tiếng chữ lắm, 2 tiếng rưỡi thôi. Vậy được rồi. Quý hơi nửa tiếng thôi. Nửa tiếng điện thôi. Đẹp quá à. Đó, hiện cái giỡn đó nè. Tình tứ cái coi, tình tứ cái coi. Từng tứ cái coi. Ok, qua bên kia kiếm chỗ. Anh chưa lấy xe hả? Không, không. Mấy cha nó nói từ từ, nó nhắn tin mấy người kia nó kể. Ờ. Qua đây nè. Nó sợ đủ, nó sợ không có trong trường hợp với trường hợp nữa. Tụi con đi sát chưa? Đông dữ vậy đó hả? Ờ. Coi chân, coi chân. Nè, đi đường này nè. Casino ở Salavo nè. Nè, kêu mình nói sao đi sát chưa? Ê, nó nghe nè, có muốn trở xuống đây trước thì về không? Hai. Mình á, nó có casino nè, ở Salogo á, mình đi coi cá heo luôn. Ô này, tuần này á hả? Ừ. Càng sao? Nếu mà đi tuần tôi dễ vậy, là thứ năm, thứ tư, đi xuống đây ngủ đêm, đi coi cá heo luôn. Ừ. Hiểu không? Đó, ở nhà làm gì? Vậy làm sao? Đi nhiều quá sao học gắn lông nheo đây. Thôi đi. Để nó lông nghe. Nghe kiếm tiền thôi. Làm giàu sướng hơn không nói vậy. Giàu sướng hơn. Cũng được. Diệp nói á chậm chỉ cần nửa ngày thôi à. Học tạ tụi nó nửa ngày thôi về cứ lên tên nhà tên tệ lên về nhà lấy nguyên vali đồ về vậy. Cứ về là coi theo làm. Rồi về cái nhà chỉ còn tiện hơn. Đi ra ngoài tiện lu bu. Đâu đi đâu tiện. Để em chạy về trên Vancouver á. Thì đúng rồi. Khá này giống Hiền đi hả? Không chụp hình với Hiền. Em không cầm máy Hiền với Trâm á. Không chụp á thì lấy gì coi mà về chụp xong coi thì ngồi coi thấy khoái. Chi đó cái lâu đài Sa Tô nè. Bọn bạn quay quay qua Sa Tô rồi, quay qua bên đó kìa. Đẹp quá. Tên xe, cái xe này chắc khoảng xa tới có wifi chanter le vent dans la campagne, on entend chanter la montagne. J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts, j'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on ne voit que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux,
qui fleurit tour à tour, tendre et mystérieux. Viens plus près, mon amour, ton cœur contre mon cœur, et dis-moi qu'il n'est pas de plus chant mon bonheur que ses yeux dans le ciel, que ce ciel dans tes yeux, que ta main qui joue avec ma main. Ta robe déchirée, je n'ai plus de maison, je n'ai plus que la belle saison. Philip với chị nè, lăn xuống nè. Dám lăn không? Dạ. Dám không? Bà bái với chú Hiền tụt xuống nè. Go. Bà bá. Ai? Bà bá là ngồi tụt xuống nè. Được á, Philip tụt xuống rồi đấy. Mấy cha tụt nè. Go. Lan đi, nằm quay qua lan biết cha, dục đồ lên đi. Để vỏ đồ ăn đem mì sách cha. Lan được á. Câu Hiền tự xử kìa. Nên tôi quay giùm cho, tôi gửi qua cho rồi khỏi tự xử.
khí này thời mà thời tiết đi đẹp đẹp quá trời má. Chơi luôn hả? Chơi về luôn đi. Chơi luôn biết cha thảy vỏ đoàn đây nó bị cầm chưa? Rồi đưa cái vỏ sách ra luôn. Rồi. Yes sir. Rồi. Vanessa, do it. Oh, yeah, chờ chút nha. Let's go. Nè, lăn coi đứa nào lăn xuống trước nè. Let's go, go. Go. Rồi. Philip chết lại kia chút. Go. 1, 2, 3. Chạy lên Philip. Et ta main dans ma main que joue avec mes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux et partout l'on les voit. Que la nuit belle nuit que le ciel. Không có gì mà sung sướng nhất bằng được xả vào tâm sự. Đi vô chụp anh cái bà kia bà chỉ lộn chỗ. À đi cái em mới ủa sao có đàn ông đâu có đàn bà đâu. Phải đi ngược lại. Đẹp, đẹp quá chị ha. Dạ. Người ta nói giống dòng sông Sen. Con đứng còn chụp hình cho cô Trâm với Vanessa. Dạ. Đi. Ok, nè, chụp. Hai mẹ con đứng đi chụp cho dạ. Đi lên đây, ý thằng con lên luôn nữa. Vô hết đi, chụp cho. Đi đi. Sợ đi lật đầu. À, chụp. Chị lên đây đi. Không, chụp đi. Ba người sợ hả? Đâu sao đâu. Không. Ôi, quá kỳ á. Chụp hình với mẹ đi con. Đôi khi lòng buồn yêu em.
Hốt về tả núi giống như đi tả núi. Vô chút xíu vậy. Chút mở cửa vô làm. Đi đi. Đi đây ăn ở đâu? Hả? Đây nè. Đây hả? Nó có nhà hàng đâu mà. Đây nè. Nhưng mà cái điểm sắm này là này. Ok, giờ đi qua điểm sắm. Đi qua điểm sắm thôi. Đây. Đi.
đẹp chứ hả, làm vậy gọi đi xuống dưới phố Thảo với kia thì nó dài bự lắm, trái cây bán nhiều dữ lắm, nhưng mà nó trời ơi. Nó nói gì? Nó xuống nó cái tay nó còn ngủ. Ở đây nó đâu có để bạn. Nói ảnh thì vô, mình vô cái tiệm này. Rồi để hỏi anh ra đây cũng là massage hả? Food massage hả? Đó. Rồi bán được. Vô coi đồ chứ. Công điện kìa. Ờ đừng á, vô lấy luôn. Bán cây, cây 10 đồng. Thank you.
khoan, bốn đứa không thấy, không thấy bốn đứa chơi tới Đi giờ này sướng hay sao khoát? Sáng tôi bắt giới vậy làm gì đây? Chơi năm nay là 2016 Diễm đang quay phim năm nay 2015 bảo đảm 2016 cũng có bạn ở đây. Chị ham học được viết, mình muốn shopping để cho mình vừa xem. Xem có một thì ok, save it up. So, we combine, you can combine it. No? Yeah. Yes. Yes, sir. Thôi gì cho con đi con. Thank you.
Ở đây em ở đây 5 người đó mà.
con muốn cái nào chọn. Chọn đi, nhanh lên. Hả? Đó, cứ đói hoài. Ví dụ đó. Dạng cái nào nhanh lên. Chọn nhanh lên đi, đặng đi, để tao chờ. Lấy tiền đưa cho nó đi, bóp chả. Đây nào bóp mày nè. Ăn cái nào chọn nhanh đó, đặng tao đi chờ. Lên. Ờ, sang nhanh lắm. Hơi nước thôi. Đâu gì đâu. Đây đâu có sóng gió gì đâu, mình nước xuống thôi nhưng mà. Ủa này mình tự lấy hay nó bán? Cái này nó bán, cái này nó bán. Hi, ticket straight through, straight in. Either crew will help you straight through. Enjoy. À, ê, ông cầm cáo vô cái ông lấy cái chai ông để vô. Thank you. Thank you. I just all the way down the ramp, please, guys. Yeah.
Welcome aboard Hornblower Niagara Cruises. May I have your attention, please? This is an important safety announcement. This boat is equipped with all necessary and proper firefighting and life-saving equipment. In the event of an emergency, our trained crew members will assist you with your life-saving equipment. For your safety, life jackets are stored in the label storage containers located throughout the boat. Instructions on how to wear life jackets is also clearly labeled on the storage containers. Life rafts are located at the stern of the boat. In the event of an emergency, please remain calm. An alarm will sound, and you will be directed by our crew members on how to proceed. For your safety, please do not stand on the benches. Do not climb, sit, or stand on the rails. If you have children, please keep them in your sight at all times. Children must walk, not walk.
Check one. Vô nó kêu con lạnh hả, lấy áo thay mặc không, khóa cái áo này hả, hả? Giá ăn chứ bự quá ăn nổ con ồ đã nha, hai con nhé. Oh, that's 6 pounds. 6 pounds. Oh wow, really 6 pounds. Okay. No, no, nói được đó. Wow, that's really good. Thank you.
hay cười hết trơn vậy? Cười. Cười. Nghe mà sao lo nhịn tóc quá trời. Ê, trẻ chậm lắm rồi đó nha. Tóc nhỏ dữ hôm nay mới ra, chừng có bay rụng luôn á. Bớt quăng, nếu mà muốn bớt quăng, phải đi xe lại. Cũng hữu ích quá ha. Hữu ích ha, vui ha. Rụng quá không nói chuyện. Đâu có đâu, chở gì chậm lắm rồi. Dễ chịu. Không có đăng xe gì đâu. You, my friend, and I'll tell you all about it.
of a friendship turned to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost.